Xin chào các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng vỗ tay đúng không nào? Khi mà chúng ta nói về xây dựng một mối quan hệ nào đó, chúng ta cần hai phía để mà tiến đến một cái chung nhất định. Khi mà bước vào hôn nhân mà mỗi người đều có cái tôi của mình, đều sống sai trong bản ngã của mình và cố chấp không muốn sửa sai, thì cái việc người còn lại sẽ cảm thấy chán nản, cảm thấy tiêu cực, cảm thấy ghét, cảm thấy tức, thậm chí cảm thấy khó ưa đối với đối tượng mà mình đã từng kết hôn. Có những lúc tâm lý của người không có bị sai, tức là không bị làm những cái hành động xấu. Người phụ nữ khi mà bị chồng phản bội có cái cảm giác rất là đau khổ. Bản thân người phụ nữ đó cũng muốn xây dựng, nhưng mà người đàn ông kia lại không cho họ cái cơ hội được chỉnh sửa. Cũng như là người đàn ông kia đang say trong vòng ác nghiệp, họ không để ý đến tâm lý của người vợ. Có nghĩa là một số trường hợp khi người đàn ông dẫn đến mức thân tàn ma dại, bệnh tật đầy người, sự nghiệp tiêu tan, vợ bỏ, con xa lánh, thì người đàn ông đó mới bắt đầu thức tỉnh. Có những cái ác nghiệp của cái vấn đề mà họ không bao giờ biết dừng lại. Khi mà bản thân sự nghiệp chưa tan vỡ, khi mà tất cả mọi thứ nó chưa vỡ nát, thì cái ác nghiệp của người đàn ông đó nó chưa có thực sự được dừng lại. Có những trường hợp khi mà phải vào tù ra tội, sống trong cảnh nhục nhã ê chề thì mới làm cho con người ta thức tỉnh được. Bạn thấy đó, có nhiều người phải bị trả giá một cái giá rất đắt mới làm cho họ có thể dừng được cái nghiệp lực của mình, đồng thời dừng lại tất cả những cái điều sai trái của bản thân. Chúng ta thấy rất là nhiều gương trong xã hội, cái con đường đưa họ vào tù, đưa họ vào đến một cái chân tường mà họ không có lối thoát. Chính lúc đó họ mới có thời gian để sống chậm lại trong cái thế giới bị chèn ép, trong cái thế giới mà chính bản thân họ không hề mong muốn. Vậy thì tại sao có những người phụ nữ lại chọn cái cách là từ bỏ cuộc hôn nhân của bản thân, khi mà người đàn ông đó họ đã rất là nhiều năm cố gắng nỗ lực, và bản thân người đàn ông đó họ cũng nhiều lần khuyên nhủ can ngăn nhưng mà lại không nghe, lại không thể nào mà cùng vui sống với họ trong một mái ấm gia đình được. Các bạn có nghĩ rằng là chính bản thân người đàn ông đó không có cái số phước được hưởng những cái điều hạnh phúc hay không? Có những người đàn ông khi mà thấy con mình đối xử với mình tốt thì người đàn ông đó cảm thấy bực bội, tức tối, lúc nào cũng cảm thấy cau có khi về nhà, mặc dù là người thân của họ, gia đình của họ không làm một cái điều gì có lỗi với người đó hết. Nhưng mà bản thân người đàn ông đó không có phước để hưởng được những cái niềm vui, những cái sự hạnh phúc, những cái sự tôn trọng như vậy. Và bản thân họ phải là cái người phá đi tất cả những tiền đồ của mình, phải đưa mình vào cái con đường tù tội, sai trái, phải sống trong sự nhục nhã, ê chề, phải sống trong cái sự xem thường và xem rẻ của người khác dành cho họ mới xứng đáng với con người của họ. Vì chỉ bản thân họ mới tạo ra được những cái nghiệp chướng cho chính mình. Kẻ thù của bạn chính là bạn chứ không phải là tôi. Thế nên là khi mà bạn cảm thấy rằng bản thân mình đang sống rất là sai, sống trong ngã mạn của bạn, thì chính bạn sẽ là cái người nhận lại những cái hậu quả sau vài năm tháng nữa thôi. Khi mà bệnh tật chưa đến với bạn, bạn vẫn còn rất là ngã mạn. Khi mà thành công đến với bạn, bạn vẫn còn rất kiêu căng. Khi mà bạn được mọi người tôn sùng, bạn sẽ cảm thấy bạn là vĩ nhân, bạn là sao sáng trên trời, nhưng mà chưa từng có một ngôi sao nào mà không tắt hết. Thế nên cái gì nó cũng có một cái thời hạn nhất định nào đó thôi. Khi mà bạn được tỏa sáng, bạn hãy tỏa sáng hết mình. Khi mà bạn chìm đắm trong bóng tối thì bạn cũng phải sống một cách có ý nghĩa nhất khi bóng đêm tràn về. Vấn đề chính yếu trong mỗi con người chúng ta là biết sửa sai. Quan trọng nhất là sửa sai kịp thời, kịp lúc và đúng lúc, thì đó là cái điều quý nhất. Nhưng mà rất tiếc, có những cái trường hợp người vợ phải quyết định ly hôn với một ông chồng chây lì, có một ông chồng lười biếng, có một ông chồng thụ động, có một ông chồng thường xuyên ngoại tình, và có một ông chồng không thể thay đổi được nghiệp chướng của bản thân. Đó, khi mà sống với chồng dường như họ có thêm một đứa con, khi sống với chồng họ có cảm giác như là cái tảng đá nó đè trước ngực, khi mà sống với chồng họ luôn luôn khổ tâm, khi sống với chồng họ mất ăn mất ngủ, khi có chồng mà cũng như không, khi có chồng mà họ cũng không thể nào tìm được cái chính dâm trong hôn nhân, mà họ phải chọn cái hình thức là thủ dâm, hoặc là họ phải chọn cái hình thức là đi ngoại tình, hoặc là chính bản thân họ bất mãn trong cuộc hôn nhân của bản thân. Có một số người phụ nữ đã quyết định đến cái hình thức là bỏ người đàn ông đó còn lại, để cho người đàn ông đó sống với thế giới của chính bản thân kẻ đó. Vì họ cảm thấy quá mệt mỏi với một người đàn ông, chồng không ra chồng mà con cũng không ra con.
Người đàn ông bước vào hôn nhân chưa từng học cái cách làm chồng mà bắt những người phụ nữ học cách làm vợ. Học cách lắng nghe, học cách thấu hiểu, học cách làm sao để chiều chuộng một ông chồng. Nhưng mà ông chồng đó càng ngày càng hư và càng ngày càng ngang bướng, càng ngày càng không hợp tác để mà vợ mình phải chán ghét, để vợ mình không còn cần người đàn ông đó nữa. Người đàn ông lại càng sai càng hư hơn, càng tiến đến với những mối quan hệ bậy bạ, hoang đàn. Và chỉ vì muốn có tiền mà tạo ra rất là nhiều nghiệp chướng trong cái vấn đề cuộc sống bản thân. Thực ra mà nói á, cái việc chỉnh sửa hôn nhân á, nó tùy thuộc vào mỗi gia đình, chứ không hề có một cái barem này áp đặt lên một barem khác cho một gia đình hoặc là tất cả mọi gia đình. Khi mà các bạn xử lý trong những cái tình huống như thế thì rất là nhiều gia đình, rất là nhiều cái trạng thái phong phú. Các bạn xem đó, có bao nhiêu video của tôi, có video nào ngoại tình giống video nào đâu. Một người đàn ông, một người đàn bà hoàn toàn khác biệt, nó chỉ giống nhau hai chữ ngoại tình thôi. Và người thứ ba cũng không có người thứ ba nào giống người thứ ba nào hết. Bởi vì trạng thái hành xử của mỗi người vợ chồng, mỗi cặp vợ chồng đối với nhân tình, đối với tình huống gia đình của mình hoàn toàn là khác. Vậy thì khi nào bạn nghĩ đến cái chuyện mà thay chồng, bởi vì không thể thay đổi được người chồng đó. Khi mà chồng của các bạn nghiện ngập, bài bạc, rượu chè và hành hung, có nghĩa là thường đưa mình vào những cái trạng thái nguy hiểm như là yêu thích một cái đối tượng nào đó nhỏ tuổi và thường hay căn me đối tượng đó để mà hiếp dâm. Ví dụ như trong trường hợp tôi có tư vấn cho một nữ thân chủ, khi mà nghe qua những cái tình huống của nữ thân chủ này chia sẻ với tôi thì tôi mới có một cái kết luận là chị có để ý là chồng của chị hình như nó có cái nghiệp ngồi tù đúng không? Anh ta luôn luôn bị dính mắc vào những cái trạng thái bị bắt. Tức là trong cuộc sống của anh ta luôn rơi vào hoàn cảnh anh ta bị bắt. Ví dụ như ra đường thì bị công an bắt, rồi đi ngoài đường thì cũng bị người ta bắt lại, người ta giữ lại, bị hàm oan. Nói chung là anh ta luôn ở cái trạng thái bị bắt. Và đến bây giờ người đàn ông này đang yêu say mê và thích một cái con bé nó nhỏ hơn là 18 tuổi và luôn luôn chờ đợi con bé đó để mà tỏ tình hoặc là yêu thương con bé đó, để sờ vào người con bé đó. Bạn thấy ông nguy hiểm không? Có phải là người ta có cái nghiệp chướng vào tù và người ta lao đến những cái nghiệp lực để được vào tù? Cái số của người ta nó phải vào tù. Khi mà chưa được vào tù, nó chưa ngừng được tất cả những cái điều xấu của họ. Bạn vẫn thấy có rất là nhiều gương trong xã hội mà chúng ta nhìn thấy, khi mà họ vào tù mới ngăn chặn được tất cả những cái nghiệp ác của họ, họ mới không tạo ác nữa đó. Nhưng mà khi mà họ vào tù thì tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Người đời chê cười, danh dự không còn, bản thân thì sống khổ sở, bản thân nhục nhã, tinh thần thì hoảng loạn. Bạn thấy họ được cái gì? Nhưng mà cái dòng nghiệp chướng của họ quá nặng, họ phải bị như thế mới xứng đáng với cái tội nghiệp của họ. Họ phá nát tất cả mọi thứ thì họ mới được ngừng cái nghiệp ác. Bởi vậy có nhiều người hỏi tại sao mà giàu đổi bạn sang đổi vợ. Vì cái môi trường giàu có, môi trường mà thuận duyên cho các bạn sống trong hạnh phúc mà các bạn không tu dưỡng tâm hồn, không tu dưỡng thân thể của mình, thì các bạn sẽ bị những cái ác nghiệp khác lôi kéo, làm cho con người của các bạn ngã mạn, làm cho con người của các bạn kiêu căng, làm cho cái thú tính trong con người của các bạn trỗi dậy. Có rất là nhiều người đàn ông giàu có, sang trọng, rồi ham gái, rồi tà dâm nổi lên. Nhìn vào cái mặt đã thấy hai chữ tà dâm nổi lên đùng đùng trên gương mặt đó. Thì các bạn thấy đó, người ta chỉ sống trong cái sự ác nghiệp như vậy. Vậy thì khi nào bạn thay chồng và khi nào mà bạn có thể thay đổi? Cái việc mà chúng ta thay đổi một người đàn ông á, thì chúng ta cần phải nên đi tư vấn. Và khi nào chúng ta thay đổi người đàn ông là chồng á, thì chúng ta cũng phải đi tư vấn. Bởi vì một câu chuyện hôn nhân của một người nó không thể nào là cái barem cho tất cả mọi người được. Trong mỗi tình huống của hôn nhân của bạn, cần phải cân nhắc là em có nên bỏ chồng hay không. Đó không phải là một cái câu hỏi dễ có một lời giải đáp cho tất cả mọi người. Khi mà trong những cái tình huống chồng của bạn là kẻ xấu, chồng của bạn là người tính toán, chồng của bạn bần tiện, chồng của bạn đánh đập, chồng của bạn bạo dâm, và chồng của bạn là người đàn ông có cái nhu cầu sinh lý quá mức bình thường mà không thể chữa trị được, bản thân bạn cũng sống không được, hoặc là bản thân bạn chịu cái sự áp chế về chuyện ngoại tình quá nặng nề, thì căn cứ vào những cái vấn đề, ví dụ như khi mà các bạn không thể chịu đựng được cái lối sống của người đàn ông đó, trước khi mà các bạn quyết định sẽ ly hôn, thay đổi chồng, nó sẽ nhanh hơn thay đổi tính cách của một người đàn ông, thì các bạn cũng cần phải chỉnh sửa, các bạn phải kiên trì với quyết định của mình. Vấn đề tâm lý của một người phụ nữ là lúc nào cũng sống trong hoài niệm.
đặc biệt là đàn bà hay bới về quá khứ để sống. Thì để mà quá khứ của chúng ta không bị mắc lỗi cũng như là không nên hối tiếc, thì chính bạn phải giải quyết được thật là rõ những cái hiện trạng của mình, những cái tâm lý của mình trong cái việc làm sao để mà mình thỏa đáng về cái nhận thức là khi bỏ chồng sẽ không hối hận. Tức là bạn sẽ phải cố gắng, các bạn sẽ phải chỉnh sửa trong một thời gian nhất định nào đó. Khi mà các bạn không thể thì cái việc buông tay, ly hôn là cái điều trở nên nhẹ nhàng với bạn. Có một số người nóng giận mà ly hôn thì người đó sẽ hối hận. Và có những người rất là hối hận vì ngày xưa mình đã chưa từng làm điều đó. Nếu mà mình đã làm điều đó thì chắc có lẽ cuộc hôn nhân của mình sẽ không như thế này đâu. Có một số người nghĩ như thế. Và người phụ nữ giống hệt như là một cái trạng thái của bò nhai lại vậy đó. Khi mà ngày hôm nay mình sống nhưng mà mình cứ nghĩ đến ngày hôm qua, mình nếu mà mình đã làm sai như vậy rồi thì mình cứ ăn năn hoài. Hoặc là mình đặt ra một cái giả thuyết là nếu mà ngày xưa tôi không như vậy thì tôi sẽ không như thế này đâu. Vấn đề chính yếu là bạn không thể thay đổi được ngày hôm qua của bạn vào thời điểm hiện tại. Thì bạn cần phải nhìn nhận rõ ràng một vấn đề. Khi mà bạn muốn thay đổi một ông chồng thì bạn cần phải hiểu được rằng những cái khó khăn của mình khi mà bỏ chồng là gì. Và nếu mà bạn kết hôn lần nữa thì bạn có phải dựa trên cái nền tảng thắng thua hay thù hận mà kết hôn hay không. Bản thân hạnh phúc của bạn là điều mà bạn thụ hưởng và tận hưởng từng ngày, chứ không phải là dựa trên cái nền tảng là bạn sẽ đi trả thù hoặc là bạn sẽ mong đấu đá với ai đó để mà lấy người đàn ông cho nó thỏa cái cơn tức giận của bạn. Đó là điều không đúng, vì đó sẽ là cái cách trừng phạt cho chính bạn, nên bạn cần phải thận trọng. Còn về vấn đề mà khi các bạn muốn từ bỏ một ai đó thì bạn phải để cho tâm hồn của mình thật sự là lắng đọng. Tôi vẫn biết rằng khi các bạn tìm đến với một người tư vấn thì các bạn rất là mong muốn người tư vấn đó hàn gắn cho bạn, nhưng có một số trường hợp người ta không thể giúp đỡ được, tại vì tình cảm của hai người đã hết và bạn vẫn là người cố chấp trong tình yêu đơn phương như vậy. Nếu mà bạn cảm thấy không thỏa đáng với những gì mà bạn nhận được từ nhà tư vấn thì bạn hãy cứ sống theo cái cách của mình nghĩ, vì người tư vấn chỉ hướng bạn đến những cái điều tốt đẹp nhất mà đáng lẽ bạn xứng đáng được đón nhận. Còn nếu mà bạn cố gắng để chọn cái con đường đi vì bạn cho rằng đó là cái điều bạn cần thì bạn cứ làm theo ý của bạn. Và nếu sau này có một ngày nào đó bạn nhìn nhận rằng người ta chỉ ý bạn một cái điều như vậy là tốt đẹp mà bạn không đón nhận được, thì bạn cũng là cái người tự chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân. Khi mà chúng ta nhìn nhận về một sự việc á, thì có những người, người ta giải cái bài toán nó rất là nhanh. Trong vòng có 5 phút thôi người ta đã giải được, nhưng mà có nhiều người phải mất 50 năm mới giải được một bài toán. Thậm chí còn có nhiều người không giải ra được bài toán dù ở 50 năm. Thì tùy vào nhận thức của mỗi người thôi. Đó cũng là một cái căn cơ của mỗi người đó. Có những người người ta không được hưởng những cái sự hạnh phúc khi mà họ được thay đổi, nhưng mà họ không chọn. Bạn thấy không, đàn ông á, thì họ không phá hết tất cả những phước đức của họ thì họ không dừng được nghiệp ác. Còn đàn bà thì cứ lao theo tất cả những cái điều đau khổ để mà giữ vào thân mình những cái sự khổ đau. Trong khi đó người đàn bà đó đáng lẽ có phước hơn là được tận hưởng những cái điều tốt đẹp, nhưng mà người ta từ chối. Người phụ nữ thì từ chối những cái cơ hội tốt đẹp, còn người đàn ông thì lại từ chối cái hạnh phúc bản thân mà cứ lao vào ác nghiệp để phá tan tất cả mọi thứ. Người đàn ông thì chạy về cái với ác nghiệp của họ, người đàn bà thì từ chối những cái may mắn để mà chạy theo người đàn ông xấu đó. Bạn thấy không, cuộc rượt đuổi đó, bạn là người quan sát như tôi, bạn sẽ nhìn thấy rất rõ. Khi mà bạn còn đang xoay vòng trong cái nghiệp lực cứ xoay như thế này, bạn đâu có thời gian nhìn và quan sát người khác. Chính vì vậy bạn hãy để cho mình, để cái tâm của mình thật sự là lắng đọng, để đặt câu hỏi rằng tôi có nên bỏ chồng hay không. Thì chính bạn phải biết rằng bạn có thể vượt qua được những cái điều mà bạn nghĩ hay không. Bạn có phải thực sự muốn bỏ chồng hay không. Khi mà bỏ chồng, bạn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình hay không. Hay là bây giờ bạn vẫn đang là thân tầm gửi, bạn vẫn đang là dây leo, bạn đang là thân mồng tơi. Khi mà không có người đàn ông đó, lập tức bạn sẽ bị suy sụp. Vấn đề chính yếu là ở chính con người bạn. Còn người tư vấn như chúng tôi chỉ là những người nâng đỡ, phân tích những sự được mất trong cái việc mà bạn sẽ tiến đến tương lai, hoặc là giải tỏa những cái sự khổ đau của bạn trong quá khứ và giúp bạn sống tốt hơn trong những cái điều mà bạn đang cần có. Cái câu chuyện hôn nhân, câu chuyện ly hôn thì đó là một cái câu chuyện rất là quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến số mệnh của chính bạn, những người phụ nữ đang đi tư vấn. Nó ảnh hưởng đến rất là nhiều cái thế hệ hiện tại của bạn, cũng như là ảnh hưởng đến cả về người đàn ông mà bạn đang sống cùng. Chính vì vậy chúng ta không thể nghe một cách sơ lược để nói rằng họ nên ly hôn hoặc là họ không nên ly hôn được bạn nhé. Còn cái chuyện mà sau khi ly hôn họ trở thành một con người như thế nào kìa,
Sau khi ly hôn thì rất là nhiều người đàn bà đã trở nên hoang đàng hư hỏng. Đó là một thực tế và đã tạo ra rất là nhiều tệ nạn xã hội sau khi mà bản thân người phụ nữ đã ly hôn. Bởi vì sau khi ly hôn, người phụ nữ đó sống rất là tiêu cực. Sau khi ly hôn, người phụ nữ đó rất là bi quan trong những cái hình thức khi mà họ sống chung với một người đàn ông khác, không phải là chồng. Họ có thể trở thành một kẻ thứ ba. Họ có thể trở thành một cái vấn nạn xã hội đang cảnh báo rất là nhiều vấn đề sau đó sẽ phát tác khi mà người ta không sống đúng. Chính vì vậy bạn phải cần cân nhắc rất là kỹ trước khi bạn cần thay đổi chồng hoặc là thay đổi một người đàn ông bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.